Nếu mà miền Bắc là thành tan, tan là có re, quang luôn là có thành quờ đó. Tan quang miền là của bánh mì ông Mòn đang thu âm bản nhạc sóc lòng miền Trung của nhạc sĩ Phạm Thái Đan. Ok không? Vừa chưa? Không nghe gì vậy? Đâu không nghe chứ, nghe chứ. À, em đi Tết hả? À, đi em được tưởng tượng. Ồ, chắc bài đi. Chúc mừng. Em vô hát Tết đến rồi đó. Thấy chưa, gì tụi mình bạn cái gái thêm một cái loa. Miền Trung ơi, miền Trung. Chắc tối mình sẽ làm mơ. Bên năm cháy cát bồi. Hôm nay mưa lũ tầm.
quay qua đây. Miền Trung ơi, dịch chưa vơi tin tay sao mãi chẳng thôi. Dân ra vậy nhắn nè, miền Trung ơi, miền Trung ơi. Phải da diết hơn chút, hồi nãy chưa có được da diết á. Ý là cái mình nhát chưa được da diết. Mình kéo cái da mình ra nè. Ý là mình theo bài hát không mà mình chưa có diễn á. Ok, diễn. Không, mình đang diễn à, em khấn trời này nọ là đủ kiểu. Khấn trời xuống cùng xuống hả? Miền Trung ơi, miền Trung ơi. Chỗ nào vậy? Chỗ nãy em mày hát á. Miền Trung ơi, miền Trung ơi á hả? Rồi, ok. Hãy subscribe.
nghe nhạc em hát theo nó nha. Ok. Hả? Anh nói thật cái đâu nói đùa đâu. Nói gì cơ? Đọc ok mà, chỉ cần tune lại xíu là ok mà. Anh nghe em hát hay hả? Ừ, hát đúng giọng mà. Chắc là tại vì hát về miền Trung cho nên em hát được á. Hát đúng nhạc mà. Rồi ok quay rồi. Em hát cái ca sĩ em hát được. Rồi quay hình. Một cái điều dở thôi. Quay hình. À. Rồi quay hình luôn hả? Ừ, quay hình. Thôi đi chồng quay hình. Cái khúc này anh hát một tốt rồi đó. Sinh ra được giỏi vậy trời. Đâu có. Em muốn đi mà. À cái mặt em xin vô uống thuốc đó. Uống thuốc ở cái cổ. Tiếng thầm khóc trời lòng đau. Ừ. Miền Trung ơi, miền Trung ơi, quên năm ta đánh cháy cả một mình. Mày mua mà. Hôm nay mưa